ba lợi thế mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn đến Matthew Chen, đó là vốn nhỏ chỉ có 15 đô thôi, chúng ta bắt đầu rồi. Lợi thế số 2 là tiền tại ví cá nhân của chúng ta không đi qua bên thứ ba là chủ dự án, mà từ ví người tương trợ đến thẳng địa chỉ ví của người được nhận tương trợ. Điểm mạnh số 3 mà cho đến ngày hôm nay thì chưa có một nền tảng nào có thể làm được là khi chúng ta sắp xếp vị trí trong cây hệ thống trực hệ của mình thì nó có 3 cách. Cách số 1 là chỉ định, là sponsor có quyền chỉ định vị trí trống trong cây trực hệ của mình. Cách số 2 là ký link online thì rơi tự nhiên từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Cách số 3, đây chính là điểm đặc biệt nhất của Magic Chain, đó là tất cả những đường link mà được ký qua website chính của Magic Chain là magicchain.space thì sẽ được rơi ngẫu nhiên từ quốc gia này sang quốc gia khác, chứ không rơi vào cùng một quốc gia. Ví dụ, một user mà đăng ký ở tại Mỹ thì đăng ký trực tiếp trên website nhưng là ở Mỹ thì sẽ rơi tự nhiên sang châu Á, hoặc từ châu Á thì rơi tự nhiên sang châu Âu, sang châu Phi, sang châu Úc. Đây là điểm nổi bật nhất của Magic Chain. Hãy bắt đầu với 15 đô la cùng Magic Chain.